Chào anh em San Virtu đây. Trên tay em đang cầm được chiếc Virtu Signature S bản chính hãng độ vỏ, không phải hàng nhái Hồng Kông, Đài Loan hay Singapore replica đâu. Đây là một bản Virtu chính hãng, vỏ được làm mới lại, không hề thua kém kém cạnh so với chiếc điện thoại Virtu Zin nguyên bản chính hãng 100%, giá khoảng 100-200 triệu đồng. Tuy nhiên là chiếc điện thoại này giá của dòng nó chỉ bằng 1/5-1/6 so với máy chính hãng thôi, đẳng cấp không hề kém cạnh. Chiếc điện thoại này có giá khoảng 20-30 triệu đồng thôi. Khung của chiếc điện thoại này được làm bằng thép không gỉ là một điều rất là tuyệt vời. Anh em có thể dùng 10 năm, 20 năm, 30 năm thì cái khung điện thoại này vẫn đẹp và vẫn sáng bóng như bình thường. Nếu mà anh em đã sở hữu ô tô rồi, nếu anh em đã có thu nhập trên 30 triệu đồng một tháng, hoặc nếu anh em đã từng dùng chiếc điện thoại Virtu sang trọng rồi, hoặc là nếu anh em đã từng dùng Nokia 8810 rồi, hoặc là anh em đang dùng hai chiếc điện thoại iPhone, hoặc là anh em không muốn bị vợ kiểm soát khi gọi video call nữa, thì anh em có thể chuyển sang dùng chiếc điện thoại Virtu chính hãng độ vỏ này. Khi mà sử dụng chiếc điện thoại này thì anh em sẽ nâng cao được giá trị bản thân khi tiếp xúc với khách hàng, anh em sẽ nâng cao tầm của mình, nâng cao đẳng cấp của mình, và anh em sẽ thể hiện được cá tính mạnh mẽ, thể hiện quyền lực, chứng minh sự thành công, chứng minh sự dẫn đầu, và không cần tốn nhiều thời gian để giới thiệu về mình, chỉ cần cầm chiếc điện thoại này vừa thôi để mặc định anh em được bước chân vào thế giới thượng lưu rồi. Nếu mà anh em cầm chiếc điện thoại Virtu này thì yên tâm, cũng không sợ bị vợ kiểm soát, bị vợ bắt gọi điện video call, bởi vì chiếc điện thoại Virtu này là không có chức năng gọi video call. Anh em có nhu cầu thì hãy tìm mua chiếc điện thoại này trên mạng, hoặc có thể tìm mua ở bên em cam kết là giá rẻ nhất Vịnh Bắc Bộ. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video.